Hôm nay, huyện Gia Viễn đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại 5 xã, thị trấn có nguy cơ cao trên địa bàn huyện. Do làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, chuẩn bị đầy đủ về lực lượng và cơ sở vật chất, do đó việc tiêm vaccine đã diễn ra an toàn, đảm bảo kế hoạch đề ra. 5 xã, thị trấn có nguy cơ cao được huyện Gia Viễn lựa chọn tiêm vaccine cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên, gồm thị trấn Me, các xã Gia Vượng, Gia Sinh, Gia Thanh và Gia Hòa. Trong ngày đầu tiến hành tiêm vaccine, đông đảo nhân dân đã đến nhà văn hóa các xã, thị trấn để tiêm. Trong quá trình tiêm thì chúng tôi chỉ đạo là phải tuyệt đối an toàn cho nhân dân. Thứ hai là phải đảm bảo đúng chuyên môn kỹ thuật của ngành y tế. Thứ ba là chính quyền các cấp và hệ thống chính trị phải vào cuộc để vừa thực hiện công tác chỉ đạo vừa điều hành cái công tác tiêm. Chúng tôi thấy là các điểm tiêm rất là an toàn. Và đặc biệt là nhân dân rất là phấn khởi trước cái sự quan tâm của tỉnh. Thị trấn Me có trên 2.900 người dân đủ điều kiện và tiêu chuẩn tiêm vaccine trong dịp này. Để tránh tập trung đông người, thị trấn đã xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian tiêm chủng cho từng tổ dân phố, huy động lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của huyện trong quá trình triển khai tiêm vaccine. Triệu tập các bí thư chi bộ và tổ trưởng tổ dân phố và các trưởng các ban ngành đoàn thể và chỉ đạo ra soát lập danh sách đến từng hộ gia đình, từng những cái đối tượng đủ từ 18 tuổi trở lên được tiêm trong cái đợt này. Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, người dân đã thấy rõ được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Tôi thấy rất phấn khởi và rất tin tưởng vào cái sự quan tâm và đồng thời là với cái trách nhiệm của một người công dân ấy là chúng tôi là tuyên truyền, vận động nhân dân trong cộng đồng là tích cực vừa phòng vừa chống và tham gia các cái phong trào phòng chống dịch và tiêm vaccine đầy đủ để đảm bảo cái sức khỏe. Trong đợt này, Gia Viễn được phân bổ 40.900 liều vaccine phòng COVID-19. Huyện phấn đấu hoàn thành việc tiêm chủng từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2021.